quy hoạch đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đô thị. Trong tiến trình đó, không tránh khỏi những điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với yêu cầu phát triển. Tuy nhiên, việc này đã bộc lộ nhiều bất cập, có dấu hiệu trục lợi từ chính sách. Quy hoạch điều chỉnh luôn theo xu hướng tăng tối đa lợi ích cho nhà đầu tư, giảm tối đa các diện tích công cộng và lợi ích của người sử dụng, khiến bức tranh quy hoạch bị băm nát. Theo báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất ở đô thị, có tới 1.390 điều chỉnh quy hoạch từ 1 đến 6 lần, có dự án tới 9 lần. Còn theo số liệu thống kê của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, tỷ lệ điều chỉnh quy hoạch cục bộ lên tới 70%. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ này cũng ở mức trên 40%. Về bản chất, điều chỉnh quy hoạch là không sai vì đó là một dạng điều chỉnh để khai thác tài nguyên. Quy hoạch đất đai chúng ta cũng hiểu là một dạng khai thác tài nguyên. Khi chúng ta làm quy hoạch, nếu mà khi chưa có các cái chủ đầu tư ấy, thì chúng ta nhìn nhận khai thác tài nguyên này trên một khía cạnh khác. Đến khi có các chủ đầu tư dự án người ta vào thì người ta lại nhìn nhận khía cạnh tài nguyên trên một cái góc nhìn khác. Thì người ta lại muốn điều chỉnh ở một cái cấp độ cao hơn, ở các thời điểm khác nhau cũng như là những cái quan điểm nguồn vốn khác nhau. Chính cái việc mà huy động các nguồn vốn xã hội đấy thì nó sẽ có đòi hỏi phải có lợi ích cả các bên. Đấy, và điều chỉnh cái chỉ tiêu quy hoạch cũng giống như là mình điều chỉnh một cái cách khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, hầu hết các dự án được điều chỉnh quy hoạch chi tiết với nội dung chủ yếu là tăng số tầng cao, tăng diện tích sàn, chia nhỏ diện tích căn hộ, thay đổi công năng, cắt xén đất cây xanh hoặc bổ sung chức năng nhà ở theo đề xuất của chủ đầu tư. Vì lợi ích, cái lợi nhuận của các cái doanh nghiệp đầu tư đưa ra những cái chỉ số, chỉ tiêu quy hoạch làm sao có lợi nhất cho họ. Thế và những người mà quản lý quy hoạch thì lại cũng đồng thuận với những cái điều kiện đó. Chúng ta biết rằng là hầu như không có quy hoạch nào được điều chỉnh mà có thể gọi là giảm diện tích xây dựng, tăng diện tích cây xanh hay là bớt diện tích bất động sản để tăng diện tích không gian công cộng. Đấy là một sự thật. Nếu là những điều chỉnh hợp lý thì không sao, nhưng những điều chỉnh mình không cân nhắc một cách tổng thể thì nó sẽ gây ra những cái hiệu quả về mặt tổng thể trong cái khu vực đó. Ví dụ như là cái số lượng người ở đó quá đông, hạ tầng sẽ không được đáp ứng. Hoặc là điều chỉnh nâng cao cái mật độ xây dựng thì nó không tốt về mặt môi trường. Hoặc là vấn đề về kiến trúc cảnh quan nó cũng làm thay đổi. Từng được coi là khu đô thị kiểu mẫu vào năm 2009. Tuy nhiên sau hơn 10 năm, khu đô thị Linh Đàm đã trở thành khu đô thị chật chội, quá tải về mật độ dân cư, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội. Theo quy hoạch ban đầu, toàn bộ khu đô thị Linh Đàm rộng 200 hectare, bao gồm hai khu dân cư là khu nhà ở Bắc Linh Đàm và khu dịch vụ tổng hợp nhà ở bán đảo Linh Đàm. Thế nhưng 3 hectare đất định làm khu dịch vụ phía Tây Nam bán đảo Linh Đàm đã mọc lên tổ hợp HH gồm 12 tòa chung cư, mỗi tòa 35 đến 41 tầng. Tiếp đó là hai tòa VP3, VP5 với chiều cao 33 tầng cũng được xây dựng ngay cạnh đó. Cùng chung số phận, theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt năm 1998, khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính có mật độ xây dựng 34,88%, dự án có 8 tòa nhà cao trung bình 6 đến 7,5 tầng. Cho đến nay, sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, hiện mật độ xây dựng ở đây tăng lên hơn 50% với 16 tòa nhà cao từ 17 đến 34 tầng. Các tiện ích chung, khu đất công cộng của cư dân bị thu hẹp dần, dân số cũng tăng lên khiến cơ sở hạ tầng sập sệ. Khu đô thị Linh Đàm cũng như là nhiều khu đô thị khác đang là một trong những cái minh chứng còn rất nóng về cái quá trình điều chỉnh hậu quy hoạch hoặc là bổ sung quy hoạch mà thiếu sự nhất quán cũng như là thiếu bám vào những cái nghị quyết và những cái định hướng phát triển không gian và cảnh quan đô thị của Hà Nội, tạo ra một cái tiền lệ xấu và tạo ra cái thông lệ không tốt, và từ đó nó khiến cho các cái dự án về cải tạo hay là xây cất chung cư, các cái khu đô thị đều có nguy cơ trở thành những cái nơi phát nguồn những cái áp lực về mặt quá tải dân số, quá tải hạ tầng và thậm chí có thể làm nhờn luật, đặc biệt làm nhờn cái gọi là chất lượng của quy hoạch. Sau hơn 20 năm kể từ khi được Thủ tướng chấp thuận đầu tư, đến nay khu đô thị kiểu mẫu Ngoại giao Đoàn đã liên tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Nhiều ô đất được điều chỉnh công năng, tăng mật độ xây dựng, làm thay đổi cảnh quan khu đô thị, không còn như thiết kế dự kiến ban đầu. Trong đó có ô đất tăng gấp đôi mật độ xây dựng. Các khu chung cư cao tầng vẫn ùn ùn mọc lên, khiến dân số tại đây đã lên đến khoảng 70.000 người.
hay trục đường Lê Văn Lương, Tố Hữu là huyết mạch kết nối trung tâm với phía tây nam của thành phố Hà Nội. Mặc dù là tuyến đường mới được mở rộng vài năm lại đây, nhưng đã sớm nổi tiếng là con đường đau khổ vì chỉ 2 km đường phải cõng đến 40 tòa cao ốc. Theo thống kê của thành phố Hà Nội, có đến hơn 6.000 căn chung cư của các dự án bám theo 2 km tuyến đường này. Những người liên quan đến cái việc quản lý, để cho buông lỏng quản lý, để cho điều chỉnh bừa bãi thì xã hội cũng chưa thấy rằng là ai có chịu trách nhiệm chính cả. Mặc dù những bản quy hoạch đó được điều chỉnh là có tên tuổi, có cơ quan, có cá nhân chịu trách nhiệm rõ ràng. Thế nhưng mà họ mà nằm ngoài tất cả những cái mà điều chỉnh những cái sai lầm đó thì tôi cho rằng là vẫn còn tiếp tục phát triển nhiều hơn nữa. Bởi vì khi làm sai mà không bị trừng trị, khi làm sai mà không cần phải điều chỉnh, khi làm sai mà không chịu trách nhiệm gì thì cái việc làm sai mà đằng sau đó, cái sự sai đó nó có lợi ích đi kèm thì nó không dừng lại mà còn tiếp tục phát triển ngày càng quy mô lớn hơn, cái tác hại của nó lớn hơn và các cái biện pháp thực hiện ngày càng tinh vi hơn. Sự hình thành các đô thị đã mang lại diện mạo mới cho các đô thị lớn. Tuy nhiên đi kèm với đó là tình trạng phát triển tự phát, phong trào, không theo quy hoạch hoặc phá vỡ quy hoạch. Tốc độ đô thị hóa nhanh khiến một thành phố bất kỳ phải liên tục điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp. Điều đó đã cho thấy công tác quy hoạch chưa thể hiện sự đi trước đón đầu, tầm nhìn xa trông rộng gắn với kế hoạch phát triển dài hạn như ý nghĩa vốn có. Rõ ràng đây là một cái vấn nạn đặt ra cho thấy cái năng lực, cái hiệu lực, cái hiệu quả của quản lý nhà nước là có vấn đề. Thứ hai là cho thấy cái sự kẽ hở trong quá trình điều chỉnh cái quy hoạch để mà biến cái việc điều chỉnh quy hoạch trở thành một cái sợi liên kết lợi ích cũng như là để đáp ứng lợi ích nhóm. Và tất cả những cái hệ lụy đó nó khiến cho quá trình đô thị hóa trở nên manh mún, thiếu sự đồng bộ cân đối với các cơ sở tầng và đặc biệt nữa là gây cái áp lực quá tải giao thông. Những bài học đắt giá đã có, hậu quả đã hiện hữu, nhưng mới đây Hà Nội đã ban hành nhiều quyết định điều chỉnh quy hoạch cục bộ tại nhiều dự án trên địa bàn thành phố, như phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị Golden Palace A, tỷ lệ 1/500 tại lô đất ký hiệu KSVPNO, dự án tổ hợp Mỹ Đình Pơn, khu X3 CV4.3 tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Diện tích lô đất điều chỉnh quy hoạch là gần 3,8 ha. Theo đó, khối văn phòng điều chỉnh giảm diện tích xây dựng được duyệt từ hơn 1.790 m2 xuống còn 1.493 m2, tăng tầng cao từ 28 tầng lên thành 38 tầng, tăng tổng diện tích sàn từ 40.012 m2 lên thành 54.000 m2, đồng thời điều chỉnh chức năng từ văn phòng sang thành thương mại dịch vụ văn phòng kết hợp căn hộ. Hay trước đó là hai quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Đình 2 và xây dựng cải tạo chỉnh trang hai bên tuyến đường Phạm Hùng. Ở các điều chỉnh quy hoạch hầu hết đều tăng mật độ xây dựng, chiều cao, diện tích sàn, chức năng khu đất điều chỉnh và tăng mật độ dân số. Người ta chỉ điều chỉnh cục bộ là tăng cái diện tích sàn, tăng cái hệ số xây dựng, tăng cái hệ số tầng cao của các bất động sản để tăng cái diện tích sàn có thể bán đi thu được nhiều tiền hơn. Thế còn các cái chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị hay hạ tầng xã hội cho cái người công dân đô thị tương lai cho đó thì rõ ràng là bị giảm bớt, bị hạ thấp đi, đồng nghĩa với việc là chất lượng sống của họ cũng bị suy giảm. Trong khi hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội xung quanh chưa được đồng bộ, bài toán chống ùn tắc giao thông chưa được giải. Nhiều chuyên gia cho rằng việc liên tục điều chỉnh quy hoạch cục bộ một dự án sẽ đặt ra nhiều lo ngại bị phá vỡ, xảy ra nhiều hệ lụy về sau. Chính vì vậy, cơ quan lập quy hoạch cần phải lên kế hoạch tham vấn các bên liên quan một cách bài bản. Sau đó, dự thảo quy hoạch điều chỉnh cần được công khai để cộng đồng, các tổ chức, cá nhân giám sát, theo dõi. Mỗi cái điều chỉnh quy hoạch ấy thì là nó là một cuộc đối thoại giữa cái chủ đầu tư với lại cái người mà lãnh đạo chính quyền địa phương. Một cái cuộc đối thoại chỉ có hai chủ thể. Nó khác với cuộc đối thoại quy hoạch là cái bản quy hoạch đó được đối thoại với cả xã hội. Nếu khi mà cả xã hội giám sát ấy, thì các chỉ tiêu quy hoạch được giám sát rất là phù hợp với những các cái quy trình, quy phạm, cái quy trình của nó. Thế vậy, khi còn cái việc mà điều chỉnh quy hoạch mà chỉ còn lại hai người với nhau ấy, thì xã hội không biết. Và kết quả của nó là xã hội chịu thiệt. Còn cái việc mà người đề nghị sửa đổi quy hoạch và người cho phép sửa đổi quy hoạch có lợi ích gì hay không thì câu chuyện đó nó chỉ chính họ mới có thể nắm rõ. Cần phải có một cái sự tuân thủ nghiêm túc luật quy hoạch, luật xây dựng cũng như là các cái quy hoạch định hướng cơ bản để đảm bảo là cái tổng diện tích xây dựng cũng như là mật độ dân số và các hạ tầng là không được vượt cái quy hoạch ban đầu.
các cái điều chỉnh cục bộ chỉ nhằm để làm hợp lý hóa hơn, chứ không làm tăng thêm số lượng dân số, cũng như làm tăng những cái áp lực về hạ tầng. Đây là một trong những nguyên tắc để điều chỉnh, và chỉ khi chúng ta quán triệt nguyên tắc này đó và có chế tài để xử nghiêm các vi phạm thì chúng ta mới ngăn chặn được cái tình trạng mà gọi là lạm dụng quy hoạch, lạm dụng sửa quy hoạch, bổ sung quy hoạch để đến cái lợi ích nhóm phá vỡ quy hoạch tổng thể. Sự phát triển nóng của hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể đã đến lúc phải tổng kết ra những bài học kinh nghiệm để phát triển đô thị tại các thành phố lớn và nhỏ khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang. Thiết nghĩ các cơ quan quản lý cần cân nhắc những hạn chế để đưa ra những chính sách quy hoạch có thể tận dụng những lợi thế nhằm phát triển đô thị vững mạnh, chứ không phải phát triển ào ạt, có trách nhiệm và sự phát triển chung của xã hội. Với diện tích vỏn vẹn chỉ 721,5 km2 bằng 1/3 thành phố Hồ Chí Minh, Singapore buộc phải phát triển theo chiều cao bằng các tòa nhà chọc trời. Với những thành công trong công việc quy hoạch đô thị, đảo quốc sư tử được xem như một hình mẫu cho các thành phố hạn chế về tài nguyên nói chung và đất đai nói riêng trên toàn cầu học tập. Quốc gia này được du khách trên thế giới ngưỡng mộ với mô hình đô thị độc đáo, nhiều mảng xanh, không khí trong lành, sạch sẽ. Thậm chí, nhiều chuyên gia quy hoạch kiến trúc trên thế giới còn cho rằng Singapore là đô thị được quy hoạch tỉ mỉ nhất thế giới. Để có được những thành quả đó, chính phủ Singapore đã đặc biệt chú trọng đến việc phủ xanh đô thị với mục đích thẩm mỹ và cải thiện môi trường. Năm 1967, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu giới thiệu khái niệm thành phố xanh với mục tiêu đưa Singapore trở thành một thành phố với mật độ cây xanh dày đặc nhằm nâng cao môi trường sống cho người dân và thu hút khách du lịch cũng như nhà đầu tư nước ngoài. Trải qua 5 thập kỷ, tầm nhìn của Lý Quang Diệu vẫn đang được các nhà quy hoạch của Singapore tiếp tục thực hiện. Trong khoảng thời gian đầu, thành phố xanh chỉ là một chương trình trồng cây đơn thuần. Đến năm 1975, Cục Phát triển Nhà ở của Singapore và các công ty xây dựng tư nhân được yêu cầu phải dành không gian cho cây xanh trong các dự án bất động sản cũng như hạ tầng. Những năm giữa thập niên 70, chính phủ Singapore cũng bắt đầu chuyển trọng tâm của chương trình thành phố xanh sang xây dựng những công viên mới với mục tiêu tạo ra lá phổi xanh và không gian giải trí cho các khu dân cư. Theo số liệu của Hội đồng Công viên Quốc gia Singapore, số lượng công viên tại đất nước này đã tăng từ 13 vào năm 1975 lên 330 năm 2014. Cũng trong khoảng thời gian này, diện tích không gian xanh tăng từ 879 ha lên 9.707 ha, tương đương khoảng 13,5% tổng diện tích của toàn bộ đảo quốc sư tử. Giới chức Singapore khẳng định, dù quá trình đô thị hóa đảo quốc sư tử tăng nhanh đến đâu, không gian xanh sẽ luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước này. Các công viên mới sẽ được xây dựng, trong khi các công viên hiện tại tiếp tục được nâng cấp. Singapore cũng đang phát triển mạng lưới liên kết các không gian xanh với nhau.